Họ muốn bạn hiểu rằng hiện tại thì cuộc sống của bản thân họ đang phải loay hoay và vật lộn với rất nhiều thứ. Đầu tiên là với gia đình đẻ. Những trường hợp thứ hai khác là với những cái người xung quanh, bạn bè, hàng xóm, hoặc là những người đồng nghiệp làm việc chung của họ có phần hơi chống đối, hoặc là thậm chí là gây tranh cãi với họ, xích mích, đấu trí, và dường như có một cái cuộc tranh đấu nhỏ trong cuộc sống của họ đang diễn ra. Họ phải vật lộn và họ chiến đấu. Mình thấy này, với tình cảm mà họ dành cho bạn thì nó đang trong giai đoạn là im lặng, nó kết nối. Và người này cũng không muốn nghĩ quá nhiều về bạn, tuy nhiên thì đâu đó ẩn sâu trong lòng họ vẫn nhớ về bạn. Họ vẫn muốn ước được chia sẻ những thứ đẹp đẽ nhất cho bạn. Nhưng đây là cái tiềm thức rất sâu thẳm bên trong người này, và rất khó để mà đào sâu ra. Người này thì họ muốn có một cái sự quay trở về với bạn, được gặp gỡ bạn. Tuy nhiên họ cũng biết rằng đây không phải là lúc để mà các bạn kết nối lại với nhau đâu. Thì trong khoảng thời gian tiếp theo thì mặt may ra sẽ kết nối lại, chứ hiện tại thì họ cũng không nghĩ đến cái vấn đề kết nối lại với bạn ha. Người này thì muốn trao tình cảm vô điều kiện với bạn, thì thực tế mà nói thì họ thật lòng yêu thương bạn, không toan tính, không vì bạn quá xinh đẹp hoặc là không vì bất cứ điều gì cả. Họ chỉ cảm thấy muốn được yêu thương bạn thôi, và muốn tình cảm lãng mạn này phát triển. Tuy nhiên thì nó quá nhiều thứ tồn đọng lại trong cuộc sống của người này. Bây giờ mình sẽ nói, mình chuyển lời của người này muốn nói của bạn nha. Người này muốn nói rằng thì bạn không biết rằng nỗi đau mà bạn đã gây ra cho tôi như thế nào. Có nghĩa là người này vẫn còn có gì đó hơi trách cứ bạn nha. Người đó hơi là nạn nhân, tại vì hiện tại cuộc sống của họ không mấy vui vẻ mà, cho nên cộng dồn với những cái tình huống trong quá khứ mà bạn gây ra cho họ, hoặc là bạn vô tình cố ý không còn biết. Tuy nhiên với người này đó cũng là một cái vết thương lòng mà hiện tại họ muốn bạn biết ha. Và họ nói rằng bạn là người truyền cảm hứng cho họ, tại vì họ thấy bạn sống khá tốt, họ thấy bạn biết vươn lên và mạnh mẽ trong cuộc sống. Bạn đâu đó có những cái thành tựu bé bé rồi, với họ là bạn đã khá tốt, khá giỏi hơn họ rồi. Và họ rất hiện tại đang giữ là những cái tin nhắn ha, những cái hình ảnh mà bạn và họ đã có với nhau. Người này thì nói rằng, nhằm thầm nhủ rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu, nếu như các bạn kiểu cái kết nối hoặc các bạn lỡ nói lời chia tay với người này, thì dẫu đâu đó họ muốn rằng nếu như có on off với nhau nhiều lần đi chăng nữa thì vẫn có thể quay lại với nhau và trao yêu thương ở đây. Trao yêu thương, nói những cái lời ngọt ngào hơn, thấu hiểu, đồng cảm nhiều hơn, chứ không phải là tranh đua, không phải là hơn thua, gọi là xích mích nữa, không phải là thêm một cái guồng quay của cái karma nghiệp quả nữa, và là tẩy sạch nguồn năng lượng tốt đẹp, hạnh phúc đẹp.